Tại sao Justin chọn Hailey? Tại sao không phải Selena mối tình khắc cốt ghi tâm dài đằng đẵng 9 năm trời? Đây có lẽ là những câu hỏi mà rất nhiều cư dân mạng đắn đo suy nghĩ. Bạn biết đó, yêu nhau thì ai chẳng làm được, nhưng để đi đến kết hôn và quyết định dành trọn phần đời còn lại cho một người lại là một câu chuyện khác. Hôm nay, mối tình đầu của rất nhiều cô gái đã chính thức thành chồng người ta. Mới đây nhất, Liên Anh Nguyễn một Lifestyle Blogger khá có tiếng trên Facebook đã gây sốt trên mạng giới ta tức phân tích những bài học tình yêu trong câu chuyện ba người này dưới góc nhìn đầy thú vị khiến ai ai cũng tâm đắc. Yêu thôi liệu có đủ? Dưới đây là bài phân tích của cô bạn. Hôm nay, anh bỏ em đi cưới người con gái khác. Dân, ngày hôm nay Justin Bieber đi lấy Hailey Baldwin chứ không phải Selena làm vợ, càng làm em học được những bài học sâu sắc về tình yêu. Yêu không nhất thiết phải được cả xã hội đồng ý, nhưng nhất định phải được gia đình và cộng đồng của người ấy chào đón. Gia đình và bạn bè thân thiết là người hiểu rõ ta và có thể nhìn được những điều mà ta đang bị tình yêu làm mờ mắt. Bố mẹ và bạn bè Selena đều không mấy tích cực ủng hộ Justin, trong khi bố của Hailey thì lại hết sức dung dính cho cặp đôi này. Tình yêu là chuyện của hai người nhưng có thể ảnh hưởng tới rất nhiều người khác. Hãy nghĩ xem, những lúc yên bình thì không sao, nhưng những khi sóng gió thì gia đình hai bên chính là bến bờ giữ hai bạn ở bên cạnh nhau, kiên nhẫn với nhau hơn và tiếp sức cho tình yêu vượt qua phong ba bão táp. Nếu không may mắn được gia đình ủng hộ, hãy ngồi suy xét kỹ lưỡng tại sao để vượt qua, thay vì cố chấp. Yêu mà khổ quá, xa xôi trắc trở quá thì nên bỏ. Các bạn trẻ trẻ ơi, đừng có tin vào câu tình không đấng đau sao gọi là tình hay thấy cái gì sóng gió lại cứ tưởng là tình yêu đích thực rồi hết sức mà bám víu lấy nhé. Nếu quá trắc trở và khổ đau nhưng không có hướng giải quyết rõ ràng thì đó chỉ đơn giản là bớt hành hạ tinh thần lại, dũng cảm nhìn nhận đây không phải người phù hợp dành cho mình và bạn chỉ đang bám víu vào một thứ càng không có được thì càng muốn có mà thôi. Yêu nhau tưởng chết đến mấy, sâu đậm đến mấy mà không làm cho nhau tốt lên, không nâng đỡ được tinh thần của nhau thì sớm muộn mối quan hệ đó cũng rất cần, có hồi kết. Cá nhân mình chắc chắn không phải fan của Justin rồi, nhưng mình khá thích Selena đó. Vì vậy khi thấy hai người yêu nhau từ ngọt ngào chuyển sang vật vã, rồi dai dẳng, rồi thành một thứ gì đó mà khi nghĩ đến không chỉ đau tim mà còn đau đầu, chứng kiến Selena thì bệnh tật nặng thêm, Justin thì xuống tận đáy cả thể chất lẫn tinh thần, thì mình chỉ mong hai người chuyển đến hai hành tinh khác dùng cái. Không ai sai trong chuyện này cả, hoặc cả hai đều sai lắm rồi. Mà hai sai không thể thành một đúng trong tình yêu được. Hãy thử tưởng tượng một thứ tình như là độc dược, uống 1-3-5 năm chưa chết ngay, nhưng 10-20 năm, rồi con cái, rồi gia đình hai bên cũng nhiễm độc thì sao? Yêu một người là vì bản thân người đó, không phải là vì hình ảnh người đó đi bên cạnh mình. Điều này tưởng chừng là một chuyện đương nhiên nhưng thực ra lại khó vô cùng. Bao nhiêu lần bạn chấp nhận thái độ trong mày thế mà lại yêu thằng con như thế? Justin đi với Selena thì lúc nào cũng phải sáng bóng, thậm chí Selena cũng không được phép béo gầy dù đang bị bệnh. Còn đi cạnh Hailey thì sao? Anh ấy được là mình, được lôi thôi lết thết hết mức có thể, dù Hailey vẫn chỉnh chu tới từng cơ thể và có phong cách sống cực kỳ tích cực mình khá tôn trọng kỷ luật tập luyện và tỷ lệ của em này. Đập đôi có thể rất thú vị trong vài năm đầu yêu đương, nhưng để đi lâu dài bên cạnh nhau thì thoải mái và được là chính mình mới thực sự là điều cần thiết. Yêu nhau thôi không đủ, cần có cả sự đam mê, tôn thờ và cả cần nhau nữa. Selena và Justin đến với nhau khi cả hai đều là những ngôi sao sáng chói, nôm na là cộng hưởng lại thì rực rỡ thăng hoa cả một vùng, nhưng cũng đồng nghĩa là không ai có thể chịu lép vế đi theo ai cả. Còn Hailey tuy cũng là trăm anh thế phiệt nhưng rõ ràng cô không phải ở vị thế khó mà nhúng xuống như Selena được. Hailey ở vị trí có sự đam mê, tôn trọng trân quý và cũng là rất cần Justin nữa. Justin cũng vậy, ở Hailey anh tìm được người nâng đỡ tâm hồn, cho anh ấy tình yêu an toàn không dễ gì tìm được. Tình yêu chỉ là thứ não bộ phù phiếm ban tặng cho con người và cũng chỉ có trong vòng vài 3 năm mà thôi, nhưng sau đó, chính sự phụ thuộc lẫn nhau sẽ sản sinh ra sự gắn kết bền vững giữa hai người, chứ không phải chỉ là tờ giấy ký hai cái tên làm được. Tôi cần anh ấy và anh ấy cần tôi.
Lời cuối, mong rằng đừng ai nói tiếp cho Selena, yêu một mối tình khắc cốt ghi tâm rồi lại phải chứng kiến hôm nay, anh bỏ em đi cưới người con gái khác. Có được tình yêu như vậy là đã đủ lắm rồi. Bao nhiêu người cả đời còn chẳng gặp được người như vậy mà, phải không? Bài viết thu hút rất nhiều bình luận ủng hộ như sau. Nếu thường xuyên theo dõi thấy Heidi nói chuyện khá điềm đạm, bình tĩnh nhưng đủ dễ thương. Selena thì lại hơi bất cần và phức tạp nội tâm, mặc dù em cũng nghe Selena về khoản ăn mặc. Cho nên tính cách phù hợp là điều khá quan trọng. Thích ta tốt này nhất. Tình yêu không sai không đúng, chỉ là sự phù hợp. Em cần anh và anh cũng phải cần em. Rõ ràng là khi tìm được người phù hợp thì bản năng sẽ đặt người đó ở vị trí số 1. Mọi tình yêu về trước chỉ là tuổi trẻ.